mình đang đứng trên một con tàu tiền tỷ, nhưng mà tàu của người ta chứ không phải tàu của mình. Nhưng mà sao có một cái năng lượng và cái nỗ lực như vậy, đó là những người đi quay phim như mình đó, đi quay chuyên về tàu biển, chuyên về ghe biển đó, khi gặp được những cái con tàu này như là một cái niềm vui, một cái niềm hạnh phúc. Và đặc biệt là gặp được những anh chủ ha, những anh chủ rất là dễ thương, chia sẻ thiệt tình và anh chỉ dẫn cả các cái đường đi nước bước và mọi ngóc ngách, mọi cái gì mà đặc biệt mà cái gì công nghệ của con tàu mà có thể bản thân mình đi quay mình cũng chưa biết được thì anh chia sẻ luôn cho mình. Ok anh em, bây giờ đi xuống ngõ nào anh Sang? Xuống ngõ này mình cho anh dỡ thì cái này. Dạ. Bây giờ mình theo chân anh Sang để đi xuống cái phần khoang máy của tàu. Dạ. Ở phần này đúng rồi. Cái phần ở sau đi tới là mới sơn cho nên là mình với anh Sang sẽ đi một cái lối khác. Dạ. Đây mình ở trên, mình quay trước một vòng ở trên nha anh em. Đây cổ máy chạy này, cái máy mình đang soi là cổ máy chạy S6 S6R, hai cái, một cái nằm giữa với một cái nằm bên góc bên đốc, góc bên đốc của tàu. Đấy, hai cái đập thùng hết anh em. Hôm bữa là mình có quay cho anh em xem rồi nhưng mà không có mới có đem xuống, mới có đập hộp và chưa có đập ni lông. Còn bọc ni lông bữa nay mới gắn xuống tàu. Hai cái máy đập thùng Mitsubishi là tổng cộng hai cái là 1.300 mã lực anh Sang. 1.300. Đó, hai cái cùng công suất nhau hết anh em, cộng lại hai cái là 1.300 mã lực. Còn phía bên này là cái máy chạy điện. Máy phát điện là bao nhiêu mã lực anh Sang? 500 mã lực. 500 mã lực nó chạy cho hết cái dàn bóng đi luôn hả? Không, 500 mã lực là cho nó chạy chắc cơm nữa. Dạ. Cơm nữa cho không kéo hết mỏng. Vậy mình phải thiết kế thêm một cái gì đó phía bên này vậy? Cái đó để sau nào mình tắt. Giờ này mình đi mình nhón được không? Nhón nữa mình đi xuống khoang máy được không? Được, không để em ra lên. Đây bây giờ mình sẽ đi xuống khoang máy của tàu anh Sang. 28 m, rộng 7,5 m anh Sang. Đúng rồi. Coi cái gói kia lối đi cầu thang nè. Hấp dẫn anh em. Đi nó mãi mãi để nhiều tàu nó lớn nhưng mà bắt nó dốc đi sợ thí bè luôn. Rồi bữa nay là vô trong một cái hầm máy mà xịn sò nhất Bình Từng được vô luôn. Có anh Sang luôn, đặc biệt là có anh Sang chủ tàu luôn, rất là dễ thương, nhiệt tình chỉ dẫn và để cho anh em quay một cái clip gọi là nó đầy đủ, nó chi tiết, từng cái góc ngăn, từng mọi thứ để cho nó lột tả được một cái máy anh em. Chứ nhiều khi mình đứng trước một cái máy hoặc là vô 100 cái khoang máy của con tàu mà mình không có, nói chung không có thời gian mà cũng không có chủ tàu, cho nên là mình quay mình cùng ngại lờ. Đây hôm nay là anh em là chính thức là xem được mà hai cái cổ máy đập thùng của Mitsubishi luôn nha. Hai cổ máy đập thùng của Mitsubishi gọi là vừa mới đập thùng luôn á. Đây phía này phía bên đốc một cái cùng mã lực với cái bên này luôn nha anh em. Đó, cùng mã lực luôn. Đấy, đi một vòng để quay quanh cái cổ máy đập thùng, máy đập thùng của Mitsubishi. Để không anh em? anh em coi mấy cái con heo dầu của cái máy chưa sử dụng luôn này, vừa mới đập thùng luôn này. Đấy, vừa mới đập thùng luôn, chưa sử dụng luôn. Mới cái nổ hồi bữa chạy thử rồi với anh Sang. Chị 12 lý 4 đó. À, chạy 12 lý 4 anh em ơi. 12 lý 4 đó. Ồ. Bữa chạy kinh nghiệm á. Dạ. Chạy hai mấy đập thùng mở xuống chạy thử để đăng kiểm thôi anh em. Chưa sử dụng luôn. Đó, nó ánh mà nó bóng rành. Chim ngưỡng cái nước sơn rin nha anh em. Hôm giờ nói quay máy toàn là quay mấy anh em dọn lại, là chung là cũng hàng xịn hàng đẹp, nhưng mà chiêm ngưỡng cái máy đập thùng giống như là mình mua chiếc xe mới mà mình vừa mới dắt từ ở trong tiệm ra anh em. Cảm giác nó khác so với mua một chiếc xe cũ ha. Cái hàng đập thùng mà hàng mới heo dầu nó lại thiết kế phía bên này ông ơi. Còn mấy cái phiên bản đời cũ là heo dầu là thiết kế phía bên lái. Bên này là nó đưa về phía bên đốc hết đây. Bên đốc hết đấy. Cái cần ghe, cần stop rồi nó nằm về phía bên đây hết anh em. Đúng rồi, với sử dụng rồi nó nằm phía bên kia. Thì mình nằm phía bên đây. Đó, thì cái sử dụng này làm phía tay này còn. Dạ. Cái sử dụng này theo dõi được phía tay phải không? Dạ. Cái cũ này. Dạ. Máy mới là cái đời mới là nó họ thiết kế vào phía bên này lại. Hộp số anh em ơi. Cần ghe ở đây nghe chỗ cái cần ghe sao nó hai ấy ở đây, nghe chỗ phần nghe đây nè, một cần ghe một cần tắt hả, này nè, ghe cần tắt đúng, một cần ghe một cần tắt, cái cần này nó chỉ đi lên tới đây thôi, nó sạc cảm ứng lạnh mình bấm lên là nó cho nó tự tắt xuống. Đó. Rồi rỉ thêm một thông tin nữa, hôm nãy là mình soi nghe đây mình nghĩ là nó có một cần sẽ truyền lên trên kia, nhưng mà nó chỉ đó, anh em sẽ thấy rõ ha, đúng không anh Sang? Đó, anh em sẽ thấy rõ cái cần này nó sẽ đi về tới nghe chỗ cái phần này thôi. Nó còn cái cần này cần ghe là nó vẫn còn sẽ truyền lên trên hẳn là trên cái khu vực buồng lái, cho nên nãy mình cứ lờ làm sao á, cho nên là mình review là mình sẽ khám phá ngóc ngách và các cái đời máy chi tiết cho anh em, nó không có đón mò đón tới đón lui ha. Đây nè anh em, biết cái màu xanh đây là cái gì không? Quay nhớt nè. Đó. Quay nhớt để cho anh em thay nhớt ấy. Quay trở lại nghe chỗ khu vực của 6 con heo dầu đập thùng của máy Mitsubishi đời mới, được trang bị hệ thống dầu nằm bên phía bên đốc của máy. Mình nói phía bên đốc cho những anh em tàu biển là sẽ hiểu ha, còn những anh em mà không phải dân tàu biển thì mình sẽ nói cho anh em là phía bên tay phải, phía bên phải của máy đập thùng, máy xuất khẩu. Còn những cái dàn máy mà nội địa hoặc là có thể là cũng là phiên bản xuất khẩu nhưng mà đời trước là nó sẽ thiết kế sẽ khác hơn, bông ranh mới có một bên máy thôi. Bây giờ mình sẽ đi qua bên phía bên kia của máy. Dàn gió, dàn nước đồ, ngay chỗ cái khu này nó lớn hơn. Ở trước kia bồn nước ngọt mà ra này nó có thêm một cái bầu này nữa không? Hộp số này anh em. Ồ, hộp số Nhật. Thấy chưa? Anh em thấy hộp số thùng Nico chưa? Bình đi quay rất là nhiều máy, nhưng mà nói ở đây Bình nói có anh Sang luôn đứng bên cạnh chứ không phải Bình nói dốc nha. Rất là hiếm, nhưng mà chủ tàu xài hộp số Nhật mà hộp số Nico nè. Cái đặc biệt của cái hộp số thùng Nico á, là anh em biết là nhấp số nó rất là im, và nhấp một phát là nó ăn liền. Còn anh em nào Bình nói vậy là anh em sẽ biết, anh em nào xài hộp số Trung Quốc á, nhấp là cỡ mấy giây là ổng rơ 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 kêu rập rồi vô số đó. Bình xài cũng là dài cái máy cho nên cũng biết. Dạ sợ cái hộp số Nhật nó gọn nhìn nó ghét không? Trời ơi cái hộp số Nhật nhìn nó gọn băng rồi trời. Và cái đặc điểm thiết kế của hộp số Nico, từ những cái hộp số nhỏ để phục vụ cho những cái máy nhỏ và những cái hộp số lớn thì nó thiết kế cũng rất là gọn. Đây, quay chi tiết hộp số cho anh em xem. Nặng 468 kg, dòng tua là 2 tua 9 anh Sang. À, đúng rồi, 2 tua 9. Cái đó 2 tua 9. Mấy này là anh Sang ảnh chạy phụ nên là sử dụng thước 3. Bên này xài chân vịt 1 thước 3, láp đây trăm mấy anh Sang? Láp này 114. Cái giờ 117 chạy trên việc 2 m. Cái này là bên này máy chính giữa là chạy láp 127. Xài chân vịt mấy mét anh Sang? 2 m. Chân vịt 2 m. Chân vịt cũng gọn á. Đúng rồi. Đúng rồi. Bữa hai cái máy hai chân vịt mà lúc ở dưới em không nghĩ là anh bắt hai máy. Cho nên là em nghĩ là cái chân vịt kia của ông kia. Ồ bên này cái hộp số Trung Quốc nó bự dữ ta. Này cũng là hàng đập thùng luôn ha. Đúng rồi, đập thùng luôn à. Nói cho anh em biết, nhiều anh em mình cũng nói cũng gọi là dân làm biển cho nên mình cũng nói cho anh em biết là rất nhiều người xài Trung Quốc nhưng mà hàng bãi cho anh em. Chứ không phải là nói Trung Quốc là ai cũng phải là có tiền mua hàng đập thùng của Trung Quốc đâu. Trung Quốc nhưng mà nhiều người còn xài cái hàng bãi nữa kìa. Đó. Rồi cái hộp số nó ác chiến anh Sang. Nhìn cái hộp số dở sợ với trời. Wow. Số nó bự dữ, bữa giờ tôi đi tôi chưa thấy hộp số nào bự như hộp số đây ạ. Jeter 400E 7 tua 1. Ở dòng tua 1000 đến 2000 RPM. Đó, RPM là row minutes đó. Là từ dòng tua này trên phút. Dở sợ, hàng toàn hàng đập thùng không à. Bữa nay chiêm ngưỡng, đúng chiêm ngưỡng luôn á. Đây, cái cần số này nè. Cái cộng mà nhấp số nó mỏng tăng rồi, nó gọn băng rồi. Rất là gọn gàng. Đó, ba cái đồ máy thùng này nè, nó nhiều cái bảng, nhiều cái hệ thống dây điện điện tử á, mình không có hiểu hết được đâu, không có hiểu hết được nha anh em. Cho nên là một số anh em mà gọi là mua máy bãi, nhưng mà máy bãi những cái đời gần á là vì những hệ thống điện tử này á là thợ điện ở quê họ rối luôn, cho nên là họ ngắt luôn, bỏ luôn. Còn chỉ hoài ba cọng dây điện đơn giản là báo link rồi báo tục bô, báo nhớt, báo tua, báo đồ vậy thôi. Này tục bô, lò xo. Cái bô này sau này nó rộng rồi, thay tới mười mấy triệu anh Sang. Dạ, dạ. Ở ngồi em cũng có mấy chiếc thay rồi. Sử dụng mà bô nhúng á, nhúng giảm rung á. Đúng rồi, cái đó đồ rung. Dạ, mười mấy triệu à. Chạy cỡ 2 năm mấy 3 năm mà rộng à anh Sang à. Cái ở nhà em độ lại hàng lại luôn không à. Nó rộng quá xong rồi mấy anh em ở nhà kêu thợ tiện xuống rồi cắt đo hàng lại luôn. Chứ mấy ổng thay tiền quá tiền mà không, sợ nó rộng vô lại trong máy mệt khổ nữa. Không thay nó rộng nhiều vô lại trong máy thôi. Cổ máy đập thùng S6R. Đây đây, qua bên đây là bắt đầu mình thấy cái thông số của máy nè, nó nằm bên phía tay trái. Và những cái hàng máy mình quay cho rất nhiều anh em xem về cái máy S6R, S6E3. Cái này S6E3 chứ không phải S6R nha anh em. Đúng rồi, S6E3, vậy là cả hai máy đều là S6E3 hết anh Sang. Đúng rồi, đó, S6E3 MTK, S6E3 MTK. Và những cái dòng máy cũng là Mitsubishi mình quay cho anh em xem, nhưng mà cái mạc của cái máy á, là nó đóng ở bên phía bên phải của cái máy. Mình quay có những cái cả ngàn mã lực, nhưng mà cái đời cũ nó hoặc là những cái phiên bản mà gọi là phiên bản nội địa là cái mạc nó đóng phía bên này nè anh em, chứ không phải là nói là mạc là một số anh em sẽ nói mình là muốn đóng ở đâu đóng á. Những cái đời á, thì họ sẽ sản xuất những cái phiên bản nó khác nhau, còn những cái ông mà muốn đóng ở đâu đóng thì thôi nói gì nữa. Lưới vỏ bọc dành cho hàng thùng nè, khui ra nó đầy đủ. Dở sợ hai cái máy chưa chạy luôn. Mitsubishi chiêm ngưỡng hai máy Mitsubishi đập thùng. Đây mình quay kỹ thêm về anh em xíu của cái mạc, nói vui anh em. Nó S6E3 model đời mới MBTK 490 kW, thì từ số kW là anh em nhân lên một phẩy mấy đó, nó sẽ ra mã lực. Lâu quá rồi mình không nhân cho nên mình cũng không rõ ha. Số mã lực là mình có giới thiệu cho anh em sẵn rồi, nhưng mà những con số thực tế là mình cũng lột tả hết cho anh em xem. Review là mình review cặn kẽ luôn. Đấy, mình ra kiểm tra cái thông số của cái máy bên này kỹ đúng như cái lời mình nói cho anh em xem luôn. Đấy, cái này cũng S6A3 luôn anh em. S6A3 MBTK 490 kW luôn. Hai cái máy đập thùng. Dở sợ cho anh em. Tiếp tục một cái cổ máy phía bên này. Cái này hình như là 6. Cái này cũng máy thủy luôn anh em ơi. Rồi. Thấy ưa rồi nha. Bữa giờ chạy điện là toàn là máy phát điện. Nhưng mà anh Sang anh xài cái máy thủy luôn của dòng Yanmar. Hàng này là hàng, mình nói thiệt cho anh em là hàng bãi nha. Ở máy phát điện thì mình được phép xài hàng bãi, nhưng mà ảnh xài dòng Yanmar nha. Bữa giờ là em đi rất là nhiều con tàu, nhưng mà họ chỉ xài máy ấy thôi, máy phát điện thôi, chứ không có ai xài tới cái ấy đâu, không có ai xài tới cái Yanmar đâu. Cái này Isuzu nhiều. Dạ, má ông Isuzu rồi gì đó tùm lum của cái dòng máy xe rồi. Đây thông số của máy đây mình quay cho anh em. 500 mã lực. 6LE. SXLE nè anh em, đấy anh em thấy không? SXLE bên này nó cũng ghi là SXLE luôn. SXLE 500 mã lực. Ồ, cái mạc nó còn mới quá anh em ơi, quá mới quá xịn sò luôn. Ảnh xài cái máy phát điện, ảnh xài cái 6LE 500 mã lực. Cái dòng 6LE này cái bầu nước ngọt nó bự dữ trời. Cái bầu nước ngọt của con 6LE này nó lại không có cái chữ Yanmar ta. Lẹo ha. Quá là. Cái 6LE nó thiết kế cái hệ thống gió. Cái hệ thống gió của 6LE nó y xì là giống như là cái 6KE anh em. 6KE, 6KH gì đó. Nhẩm mình hay lẫn lộn. 6KE nó rất là giống như là cái 6KE anh em. 6LE nhưng mà nó hình như là nếu cái 6KE là nó có 400 mấy ngựa thôi. Nhưng mà cái 6LE này là nó 500 ngựa. Cái 6LE này 500 ngựa và cái 6KE là nó có 400 mấy ngựa thôi. Rồi biểu ở trong đó biểu tài bỏ trên bố dành biểu nó đang mình nó đang quay tao lưới à, bỏ những cái bên đồ. Nó quay toàn thở trong phan máy cho anh em xem. Rồi chuẩn bị mở lên đồ. Mở bên bố dành biểu nó bên đầu đó mà mở đó. Ba máy xịn sò. Không không anh Sang à, em đang quay với em ở bên này cũng có phát trực tiếp nhưng mà em quay luôn, em chưa phát trực tiếp. Chắc có lẽ là em cũng phải phát trực tiếp bản cho nó vui. Mà nghe con tài được nghe không? Phát trực tiếp không? Ok, xin chào anh em nha. Thì mình review về toàn thể cái khu khoang máy của tàu cá anh Sang dài 28m ở Bình Châu, Bà Rịa, Vũng Tàu. Ở dưới hầm máy của anh là sử dụng hai máy Mitsubishi đập thùng S6A3, hai cái là 1300 mã lực và toàn bộ là đồ đập thùng từ máy cho tới hộp số hết. Phía bên kia máy phát điện 500 mã lực là 6LE. Cái máy này còn trăm thùng luôn hả? Dạ. Cái máy này đã làm gì? Máy đó là máy đỡ sinh hoạt. À cái trong đầu. Đây này, vò tay vô đây này. Máy đó là nó đóng cái thùng lại là cắt âm luôn. À, khỏi nghe luôn. Còn thêm một anh xài một cái máy cho anh em nữa sử dụng điện sinh hoạt ở trên tàu, full hộp và cả máy và cả ở trong bằng tắp lô đồng hồ điện tử luôn. Xịn sò quá anh em, người ta mua máy rồi gắn ngồi rồi ảnh mua full hộp luôn. Dành cho mấy cái này dành cho phát điện mà gọi là dạng sinh hoạt mà ở trên bờ là cũng rất là nhiều người mà các cái nhà hàng khách sạn đồ á đó, mà mấy cái khách sạn xịn sò nha. Chứ khách sạn tàu lao bí đao mua này nó cũng có mua đâu. Ok, xin chào anh em, hẹn anh em ở một clip xịn sò hơn nữa. Hơi bị hiếm anh em ơi, ba cái cổ máy xịn sò, không có một cái máy nào mà gọi là không vừa ý mình hết. Cỡ cả cái máy phát điện là mình rất là thích, bởi vì mình đi quay rất là nhiều con tàu, nhưng mà cái máy phát điện là đa phần họ sử dụng cái dòng máy điện. Ở đây anh Sang ảnh chơi nghiêng cái máy thủy của Yanmar luôn. 6LE cái dòng mà 500 mã lực là mình chưa có gặp, mình gặp cái dòng 400 mấy, 500 mấy và 600 mấy, 700 mấy. Dòng 500 mã lực 6LE này là mình gặp đầu tiên.